Mình ơi, em thấy sao rồi? Em đau bụng quá. Em sắp chịu hết nổi rồi. Khốn nạn thiệt chứ, người ta có bầu mà cũng không tha được nữa. Bình, em ráng một chút xíu nữa nha Bình. Em xin lỗi anh, tại em cãi anh, đòi vô thăm con nên anh mới bị liên lụy. Trời ơi, giờ này mà còn lỗi với phải gì nữa. Bình, em nhắm còn chịu đựng được bao lâu nữa? Em không biết nữa. Em không biết con em có sao không, mà em lúc đau lúc không. Con ơi, đừng có làm mẹ sợ nha. Con mà có mẹ gì là má chết theo con luôn. Bình, em đừng nói tập bậy. Em hiền lành, trời thương, Phật thương, sẽ phù hộ cho hai mẹ con của em, không có sao đâu. Bình, em sao vậy? Em đau quá. Có ai không? Cứu người đi. Bình, em thấy sao rồi? Em đau quá rồi. Cứu người đi. Bình bị đau quá rồi nè. Có ai không? Cứu người đi. Cậu ba ơi, ba về cứu em với con đi. Cứu người đi. Em sắp chết rồi. Bình, em gái lên đi. Cứu người đi. Có ai ở đó không? Làm ơn cứu người đi. Có ai ở đó không? Bình, làm gì chị nhìn tôi dữ vậy? Bộ không thích tôi làm em dâu sao? Không phải, chị á là chị ngưỡng mộ em thôi. Đúng á, là kiểu cách tiểu thơ nhà giàu có ăn học có khác hơn hẳn con mình. Chị không cần phải giấu, tôi đã biết con Bình là vợ của anh Duy rồi. Hả? Sao Cưng biết? Nhưng mà không phải chị nói cho Cưng đâu nha. Cưng đừng có nói với má chồng chị nghe. Chuyện động trời như vậy, chị nghĩ là chị giấu được tôi sao? Chỉ cần nhìn sơ qua thôi là tôi đã hiểu rõ được mọi chuyện rồi. Nhưng mà nếu như đã biết Khải Duy có vợ con, tại sao còn đồng ý cưới? Bộ Cưng không sợ cảnh chung chồng hả? Rồi Khải Duy lạnh lùng phụ bạc với Cưng sao? Sao chị hỏi mà em không trả lời? Một thiên kim tiểu thơ như tôi, học cao tài giỏi mà sợ không đấu là một con hầu sao? Mà chị cố tình hỏi như vậy là ý coi thường tôi hả? Không phải, chị làm sao mà dám coi thường Cưng. Nhưng mà chị khuyên Cưng cũng đừng nên tự tin quá. Chị nói cho em biết, Khải Duy á, nó rất là mê con hầu này. Vậy sao? Thú vị lắm. Chị á, không có hù suông Cưng đâu. Nếu như không phải má chồng chị đem con Bình ra làm điều kiện thì chú ba không đời nào chịu cưới Cưng đâu. Cái gì? Ý chị nói với tôi là Khải Duy đồng ý cưới tôi là vì bị ép buộc hả? Phải.
Nếu như má chồng chị không hăm he đuổi con mình ra khỏi nhà thì chị nghĩ không đời nào chú ba đồng ý lấy cưng làm vợ đâu. Tại sao chị lại nói chuyện này cho tôi nghe? Chị không sợ tôi biết chuyện rồi sẽ từ hôn sao? Sợ? Chị sợ chứ sao không sợ. Chú ba nhà chị á, vất vả lắm mới được một thiên kim tiểu thơ như em đồng ý. Sao chị lại không sợ được chứ? Chị nói thiệt á, đồng phận gái với nhau, chị đâu có nỡ lòng nào mà nhìn em á, lâm vô cảnh khổ, phải chung chồng với người ta. Nên là chị mới cảnh báo với em vài lời thôi. Đồng phận gái không đành lòng, hay là chị sợ tôi bước vô gia môn này rồi chị không còn chỗ dung thân? Em nói cái gì vậy? Tại sao chị không còn chỗ dung thân? Tại vì tới giờ này chị vẫn chưa sanh được một đứa con nào. Và chị cũng biết rõ là so với con Bình thì tôi khó đối phó hơn. Cho nên chị cố tình nói khích để tôi từ hôn thì cũng coi như là loại khỏi mắt một đối thủ đáng gờm. Tôi nói vậy có đúng không? Em đúng là giỏi đoán mò đó. Tôi có đoán mò hay không thì chỉ có một mình chị biết mà thôi, đúng không? Tuy nhiên chị yên tâm đi, gia đình tôi giàu có như vậy, ba cái tài sản hèn mọn này tôi không thèm đâu. Nên thay vì chống đối tôi thì chị nên nhanh chóng hợp tác với tôi để đuổi con mình ra khỏi nhà này nhé. Có thiệt là em không giành gia tài với chị không? Em không giành với chị đâu, chị dâu. Vậy thì cưng yên tâm, nhất định chị sẽ làm theo ý của cưng. Tôi chờ tin vui của chị. Thôi tôi về trước đây. Khải Duy, anh dám làm nhục tiểu thơ trước mặt con Hồng, không cho anh nếm mùi đau khổ thì sao hả được cơn giận trong lòng tiểu thơ này chứ? Trời ơi, trời ơi, người gì đâu mà dễ thương dữ vậy trời. Ở đâu mà đẹp dữ vậy không biết. Em. Dạ mợ. Mày làm gì mà hiện hồn đi như ma vậy? Dạ mợ hai. Cậu hai với cậu ba lên ghe đi rồi ha. Chuyện đó ai mà không biết. Mày dư hơi quá ha. Mày làm công chuyện xong chưa? Dạ con đang làm đây. À mợ hai, cô Thiên Kim á, con càng nhìn càng thấy đẹp á, chỗ nào cũng hơn cô Bình hết. Mà không hiểu sao cậu ba lại thương con Bình, vừa xấu xí vừa chua mùi phèn dữ vậy không biết nữa. Tại sao mày biết Khải Duy thương con Bình? Chính tai con nghe thấy mà. Con nghe cậu ba nói với con Bình là mai mốt cưới cô Thiên Kim về sẽ quánh cho cổ một trận, cho cổ biết cô sợ, để cổ tự xách gói ra đi luôn. Mày nghe Khải Duy nói như vậy thiệt hả? Dạ thiệt. Mày còn nghe cái gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi á thì đi xuống bếp làm việc đi. Làm hết công chuyện cho tao đó. Lát nữa tao xuống mà chưa xong á là chết với tao nghe chưa? Dạ thưa mợ. À quên, còn chuyện này con chưa nói với mợ. Chuyện gì nữa? Là chuyện hồi hôm anh Lũ lên nhà trên bị cậu ba bắt gặp đó. Bị Khải Duy bắt gặp? Dạ phải. Rồi Khải Duy có hỏi cái gì không? Có, cậu ba hỏi nhiều lắm. Nhưng mà con Bình không nói được. Thì cũng phải thôi, làm sao mà nó dám nói được. Tại sao nó không nói được? Dạ. Thôi nè, anh nhìn gì vậy? Anh nhìn sông. Ủa, sông có gì lạ đâu mà anh nhìn? Sông dĩ nhiên là không lạ với anh rồi. Tại vì mỗi lần nhìn sông
Anh thấy lòng mình thanh thản lắm. Còn với em á, em chỉ thanh thản khi nhìn thấy em bình thường. Em á, đúng là bị em bệnh hút hết hồn vía rồi đó. Chắc anh nói đúng. Đời của em quen rất nhiều con gái đẹp, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác gì đặc biệt như là với nó. Con nhỏ khờ, thiệt thà, nhưng mà làm cái gì cũng dễ thương hết á. Thấy em thương em bệnh như vậy á, anh cũng mừng. Nhưng mà đã chọn ngày lành tháng tốt cho em cưới Thiên Kim rồi, anh lo là em bệnh sẽ khổ đó. Có em ở đây, con Bình nó không khổ được đâu. Còn với cái con nhỏ tiểu thư chảnh chệ đó hả, nó sẽ sớm nếm được mùi đau khổ thôi. Cả Duy, em nói gì kỳ vậy? Dạ, dạ thưa bà, thưa mợ hai gọi con. Con của bay được bao nhiêu tháng rồi? Dạ, được 13 tháng rồi thưa bà. 13 tháng? 13 tháng mà còn ẵm trên tay như một đứa con nít 1-2 tháng vậy. Nhà này không có dư cơm để nuôi vú đâu nha chưa? Dạ. Bắt đầu từ bữa nay, bay không được léo hánh lên nhà trên nữa. Sắp đám cưới của cậu Khải Duy rồi, bà không muốn người ta bàn tán ra vào không hay đâu. Dạ, con biết rồi. Từ ngày mai, hai má con sẽ ở luôn dưới bếp, sẽ không lên nhà trên nữa. Là bay á, không được lên nhà trên chứ không phải cậu ấm. Dạ. Hai Sáng. Dạ. Kể từ bữa hôm nay, đứa nhỏ này sẽ là con của con. Dạ. Dạ. Con à, con à. Của con. Ủa, là sao má? Con của con mình mà sao thành con của con? Đã kêu ẩm thì ẩm, đừng có hỏi nhiều. Dạ. Dạ má, nhưng mà chuyện này á, má đã hỏi ý kiến của chú ba chưa? Dạ con biết rồi má. Đưa nó đây cho tao. Bà ơi, con xin bà. Bà ơi bà. Đưa đây. Con lại bà, con lại mợ mà, xin tha cho con, đừng bắt con của con mà. Từ đây con sẽ chăm sóc nó đàng hoàng, con không dám làm gì đâu bà ơi. Nè, cái đứa cùng đinh mạc hạng như vậy á, thì không thể nào nuôi nấng dạy dỗ tốt cho cháu của tao được đâu. Hai Sáng, bắt đầu từ bữa nay á, má cho đứa nhỏ này cho con đó, nuôi nấng nó cho cẩn thận. Đừng mà bà, đừng không chịu buông ra hả? Đưa đây. Con lại mở hai bà. Con này. Bà ơi bà. Con lại bà. Tao cấm tiệc từ nay, không được léo hánh đến gần cậu ấm nghe chưa. Phòng của cậu Duy á cũng không được bước chân vô, hiểu chưa? Bà ơi, con lại bà. Xin bà tha cho con mà, đừng bắt con của con mà. Nghe không? Hả? Dạ. Nghe rồi á, thì bước về vị trí con ở của mày đi. Sớ rớ nó làm gì? Đi đi. Còn chưa đi. Nè, đi xuống dưới bếp mà thay bộ đồ này ra, lấy bộ đồ con ở mà mặc vô. Sao còn chưa đi? Hay là mày muốn ăn đòn? Hmm?
Má, má cho con thằng nhỏ này thiệt đó hả? Thiệt cái giả gì? Cho con là phước ba đời của con rồi, không biết cảm ơn còn than với thở nữa. Tự nhiên cái đeo gông vô cổ phước đức gì? Nè, cái thằng Khải Văn á là nó vô tự, cho nên cả đời này á con đừng mong có một đứa con nào khôn hồn á, thì con săn sóc đứa nhỏ này cho nó tốt đi để hưởng phước về sau, con hiểu chưa? Chuyện đó còn chưa chắc. Vừa nói gì đó? Dạ không, con chỉ thấy á là cái cách này của má còn chưa chắc lắm. Chưa chắc là sao? Thì má cũng thấy rồi đó, chú ba là thương con mình thiệt lòng thiệt dạ. Làm sao mà chú ấy để yên cái cảnh mà bắt con rồi hành hạ mẹ như vậy? Con dám cá một ăn mười với má là khi chú ấy về á, mọi chuyện lại đâu vào đó thôi. Bày đúng là biết một mà không biết mười. Tánh khí của thằng Duy á, bộ má không biết sao? Má biết lo xa mà. Cho nên con yên tâm đi, mọi chuyện mới tính đâu vô đó hết rồi. Ủa má, má tính sao vậy? Sao má không nói cho con nghe? Má tính sao vậy má? Tiên cơ bất khả lộ. Em bị điên hả? Em làm gì vậy? Em bầu bì bụng lớn như vậy mà làm nặng vậy nguy hiểm lắm biết không? Kệ em đi. Với lại giờ anh nhìn coi, của nhiều quá như vậy, em không dùng sức á thì làm sao mà trẻ hết được. Thôi em uống nước đi, để anh làm cho. Thôi mà, anh để em làm cho. Để mợ hai thấy á, rồi mợ hai đánh đòn anh nữa giống hôm qua cho coi. Bộ nhìn anh bị đánh đòn em xót lắm hả? Xót chứ sao mà không xót. Da thịt mà bị đánh đòn sao mà không đau được chứ. Em nói thiệt á, mỗi lần thấy anh bị đòn giống như là em bị đòn vậy đó, đau lắm. Anh đưa đây em chẻ cho. Anh không sao đâu, quen rồi, đừng có lo. Em uống nước đi. Cho dù có bị đau bị chết gì á anh cũng không sợ. Còn uống nước đi, anh làm cho. Em nói là để em chẻ cho mà không có nghe gì hết à. Không biết chừng nào tụi mình mới thoát cái cảnh ở đợi này nữa. Không lẽ cứ để người ta ngồi trên đầu cởi cổ như vậy hoài sao? Chắc không bao giờ hết đâu. Tại sao cũng là kiếp con người như nhau mà lại có sự đối xử phân biệt kỳ cục như vậy? Tại kiếp trước người ta có tu, còn mình thì không. Tu cái gì? Tu cái gì mà sống kiểu vậy? Thôi mà, anh đừng có tức tối lên như vậy nữa. Ai biểu mình nghèo làm gì? Thiệt tình là không. Anh Lũ. Anh Lũ. Em nghe anh nói nè, anh chán sống cái cảnh này lắm rồi. Hay là bây giờ hai đứa mình trốn ra khỏi căn nhà này đi. Anh nói gì vậy? Tại sao lại trốn? Trời ơi, tại vì dì Bảy kêu anh giấu em, sợ em lo ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng. Nếu mà em không trốn khỏi đây á là thế nào em cũng bị bà chủ giết chết, giống như là giết cô Lành, má của cậu Hai vậy đó. Em nói bậy cái gì vậy? Tại sao bà chủ lại giết má của cậu Hai? Tại vì bà ghen, bà không muốn ngang hàng với một con ở đỡ, em hiểu không? Anh đã biết ý định của bà chủ với mợ Hai từ lúc em mang thai em bé đầu tiên rồi. Nếu mà anh và dì Bảy không nhanh trí bảo vệ cho hai mẹ con em á thì hai mẹ con em không yên ổn tới bây giờ đâu. Dì Bảy bảo vệ không yên ổn, ý anh là tên nước này
anh không muốn giấu em chuyện gì nữa. Chính tai nghe bà chủ nói lại với mà hai là sai con Hiểm tìm mọi cách để hại em hư thai đó. Hả? Anh Lũ, những người độc ác đó chuyện gì cũng dám làm hết. Nếu không có cậu ba là em bị tống cổ ra khỏi căn nhà này từ lâu rồi. Trời, anh Lũ, anh nói làm em sợ quá. Em cũng không giấu anh nữa. Bà chủ đã một lần đòi quăng con em xuống giếng rồi. Bây giờ em phải làm sao bây giờ? Em sợ quá, em không muốn mất con em đâu. Cho nên em phải nghe anh. Bởi vì chính như vậy em phải càng nhanh chóng thoát khỏi căn nhà này cùng với anh. Nhưng mà, nhưng còn, còn... Ý em muốn nói tới cậu ba đúng không? Dạ. Dù gì thì cậu cũng thương em. Nếu em đi cậu sẽ buồn lắm. Buồn rồi cũng hết thôi. Cũng giống như ông chủ ngày trước. Ông chủ yêu cô Lành đến mức nào rốt cuộc rồi cũng quên. Bình à, nếu mà một khi cậu ba đã cưới vợ về rồi á, em sẽ không còn một chút giá trị nào ở trong căn nhà này nữa đâu. Bà Hội và mợ hai sẽ hành hạ em cho đến chết. Cậu ba thì thương em, nhưng Minh thương dễ tránh, đánh lén khó phòng. Em thì ở ngoài sáng, còn người ta ở trong tối, lại có tiền, có bạc, có quyền lực. Người ta hại em như trở cái bàn tay vậy đó, hiểu không? Bình à, anh xin em đó. Em nghe lời anh một lần thôi. Một lần này thôi. Anh xin em nha. Hai đứa bay. Bộ nhà tao dư gạo lắm hay sao mà mướn tụi bay về ngồi chơi nó dốc vậy hả? Dạ dạ. Đóng cửa vẫn còn nguyên đó, chừng nào mới xong việc? Dạ dạ, con trẻ liền mở hai. Dạ. Còn thằng Lũ, sao chưa đi gánh nước? Tao đã dặn mày đừng có sớ rớ tới gặp con mình, tại sao mày không nghe? À, hay là tại cái con này nó quyến rũ mày? Dạ dạ không có mợ ba. Mợ đừng có nói Bình như vậy. Bình là một người con gái đàng hoàng, chứ không có trắc nết lăn loàn như ai kia đâu. Mày, mày dám trả treo hả? Mày trả treo? Mày nói ai là trắc nết hả? Nói ai trắc nết hả? Mày nói ai? Mày, ê, đủ rồi chưa? Mày, tôi nói mợ nghe, mợ đừng có ép người quá đáng nghe. Mợ mà làm quá hả? Tôi phanh phui mọi chuyện cho mọi người biết hết đó. Đừng có ép tôi. Mày dám? Mày, anh Lũ, mày đứng lại đó. Đứng lại đó cho tao. Mày dám? Mày nhìn cái gì? Nhìn nè. Bữa nay tao cấm mày ăn cơm. Ra chung hẻo ngủ nghe chưa? Cưới. Con làm gì ngoài đây cả buổi trời vậy? Bộ con không sợ lạnh sao? Trời ơi má, con ở nước ngoài tuyết rơi đầy trời, con còn không sợ, huống gì mấy cái luồng gió hiu hiu này ở đây chứ. Trời ơi, con bắt đền má đó.
Má làm con quên mất là con đếm tới đâu rồi. Bông nó có được bao nhiêu cành thì kệ nó, con đếm làm chi cho mất công vậy. Cái này con không phải đếm bông, mà là con đang bói xem cuối cùng con có cưới Khải Duy không. Ngày giờ học cẩn cũng đã coi xong rồi, con còn thắc mắc làm chi nữa. Không lẽ con không thích nó? Tại vì con thấy càng lúc con càng thích anh ta, cho nên mới khổ thân đây nè. Cô nói cái gì mà lung tung quá vậy, tôi không có hiểu. Má, anh Khải Duy, ảnh... Con nói sao? Anh có vợ có con rồi á má. Cái gì? Nó có vợ có con rồi hả? Má, nhỏ tiếng thôi má. Sao má không biết? Người ta cố tình muốn giấu thì làm sao má biết được. Nhưng mà vợ ảnh chỉ là một con hầu mạc hạng thôi. Đáng ghét, dám gạt má, dám qua mặt má hả? Chắc nó không muốn sống rồi. Con yên tâm, má sẽ nói với bà con đi quỷ hôn ngay lập tức. Má, má ngồi sao? Xuống đi. Nếu mà con muốn quỷ hôn thì con đã quỷ hôn ngay từ đầu rồi. Nhưng mà thân phận con cao quý như vậy thì sao làm thiếp cho người ta? Chuyện đó không có quan trọng. Vì lúc đầu á, con đâu có nghĩ là con sẽ làm vợ anh Khải Duy đâu. Con chỉ muốn làm anh ta bẻ mặt để trả thù trước mặt quan khách thôi à. Nhưng mà bây giờ con cũng thiệt là quá đáng à. Nhưng giờ làm sao? Nhưng mà con không ngờ càng lúc con càng có cảm tình với anh ta. Má, hình như là con thích anh ta rồi đó. Con không muốn làm bẻ mặt anh ta nữa, mà con muốn cưới thiệt, cưới rình rang luôn. Không được. Cao quý danh giá như con làm sao hưởng duyên thừa của người ta được. Chịu kiếp chồng chung với người ta như vậy má không chịu. Cho nên con mới phải lo lắng nè. Má. Cái gì? Có khi nào con thua nhỏ người hầu đó không? Coi con đó, chưa gì đã sợ rồi. Một cái con hầu chỉ bằng cái lai quần của con thôi, muốn nó biến mất lúc nào mà không được. Má nói đúng. Mà cũng kỳ thiệt á, từ đó giờ con có sợ gì đâu, tự nhiên bây giờ lại sợ thua một con hầu. Đó chẳng qua là vì con bắt đầu thích thằng Duy thôi. Con thích anh Duy hả? Yeah.
Nhưng má biết con của má, nhớ sợ má nhiều lắm. Không được buồn, chắc con sẽ khó chịu lắm đâu. Mấy bữa không gặp con, ấm ơi, mới nhớ con quá. Ước gì giờ má có thể ẩm con, má có thể hát ru cho con ngủ, cho con bú sữa của má. Cậu ba ơi, cậu ba mau về cứu em đi. Em và con sắp chịu hết nổi rồi. Em nhớ cậu, nhớ con quá cậu ba ơi. Đi cô thần Âm, nó vẫn chưa ngủ sao? Làm cái gì mà nó khóc dữ vậy? Âm ơi, chắc là mình thương con quá cho nên mình ảo tưởng rồi. Giờ này thằng Ấm nó đang ngủ với mợ hai mà, con khóc thì mình cũng đâu có nghe thấy. Giọng thằng Ấm nó đang khóc mà. Ấm ơi, Ấm ơi, anh ngủ rồi. Anh ngủ, anh ngủ. Mở cửa cho em đi anh ngủ. Ai vậy? Ai vậy? Anh Lũ. Ai đó? Bình phải không em? Anh Lũ ơi, anh mở cửa cho em đi anh Lũ. Trời ơi, Bình ơi, không được. Em mà vô nhà mà hai biết, đánh chết đó. Tao để lấy cho em cái mền. Rồi em đắp, ráng ráng vài bữa nha. Trời hết lạnh hả, nha. Không không, anh Lũ ơi, em không có bị lạnh anh Lũ. Em nghe giọng thằng Ấm khóc quá, em muốn vô coi, coi nó có bị gì không. Anh mở cửa cho em vô coi con em chút thôi. Đâu có, anh ở trong đây đâu có nghe thằng Ấm nó khóc gì đâu. Chắc em mớ đó. Thôi ráng ráng ngủ đi em. Anh Lũ ơi, nhưng mà em nóng ruột quá. Anh mở cửa cho em vô coi con em một chút thôi. Em nhớ nó lắm.
nha anh Lũ. Vô một chút xíu thôi nha. Dạ. Nhẹ thôi. Đóng cửa lại. Đợi anh. Đợi anh lấy cái áo cái. Nhanh đi em. Dạ. Em bị gì vậy? Em sao vậy Bình? Em đau quá. Ráng đi em, ráng đi. Ráng. Ráng đi em. Bây giờ. Bình ơi, ráng đi em. Ráng đi. Đau quá. Em đau quá Lũ ơi. Ráng đi em. Em bị sao vậy? Ráng, ráng, ráng đi. Anh đợi xuống đây. Ngồi dựa vô đây chút xíu là hết rồi. Ráng đi em. Đâu. Ráng nha. Ngồi dựa vô đây. Ráng đi em. Ngồi trời ơi đây. Trời ơi. Ta bắt được của ta mày rồi nghe Bình. Mày dám tư tình với anh Lũ. Ta ơi. Bớt mọi hai. Bớt mọi người. Hiếm. Con Bình với anh Lũ tư tình với nhau nè. Bớt mọi Hiếm. Người ơi. Em bị điên hả Hiếm? Hiếm đi. Tư tình gì? Hiếm đi. Anh đừng có bên chơi nó. Em thấy rõ ràng nó tư tình với anh. Trời ơi Hiếm. Mọi người ơi, bà ơi. Con Bình tính tư tình với anh Lũ nè. Chuyện gì thôi. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Dạ thưa bà, con bắt được quả tang. Con Bình nó dụ dỗ tư tình với anh Lũ ngay trong nhà mình nè. Không có. Không có, bà quan cho con lắm. Con chỉ đi thăm con của con thôi bà. Trời, thiệt tình mà. Trước mắt mọi người mà hai đứa nó ôm nhau sành nẻo như con chối nữa hả? Dạ không có bà chú. Bay đâu? Dạ. Bắt hai đứa nó đóng vô nhà kho, trói lại cho bà để mai tin. Bà ơi. Bây giờ khuya rồi, bà còn phải đi ngủ nữa. Bà ơi, quan cho con lắm, con chỉ thăm con của con thôi. Con không làm gì bậy hết bà ơi. Bình, khoan khoan bà chủ ơi, bà chủ kêu thầy tới khám đi. Chứ nãy giờ Bình đau dữ lắm đó bà. Cứu Bình đi bà chủ. Tụi bay còn đứng yên đó nữa hả? Dẫn đi nhanh lên. Bà chủ. Nghe, nghe bà nói nè. Ta dẫn cho biết nha. Đây là lịch của bà.
Đứa nào mà sát lại gần hai đứa này á, bà đánh năm chục rồi. Ghê chưa? Bà chủ, dẫn đi. Con bị quan quá bà. Bà chủ à, Bình ơi, Bình ơi, gái đi Bình. Đêm hôm khuya quá, náo loạn không có ai ngủ được à. Chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng không giải quyết được nữa. Mày á, dạ, đêm hôm mà cái giọng cứ lanh lảnh à. Mày im cái miệng lại nghe chưa? Mày tin tao đập mày một trận không? Dạ không. Ủa, cái gì kỳ vậy? Tự nhiên công mà xin tội là sao? Chị Hiểm, vừa lòng chị chưa? Sao chị ác quá vậy? Coi chừng ông trời trả báo chị đó. Cái gì? Tao ở ác cái gì? Ai biểu nó ác với tao trước chị? Ác cái gì? Bình ác gì với Hiểm? Nó không ác gì với tao hả? Ai biểu nó cướp anh Lũ của tao chị? Anh Lũ của chị hồi nào mà giờ chị nói là chị bị cướp? Nè nha, cái tật ăn đằng sống nói đằng gió thèo lẻo như chị á, ông trời cắt lưỡi chị đó. Cắt mày á. Thôi kệ đi, bây giờ mình vô mình đi ngủ đi. Mới nãy mình nghe bà nói rồi đó, đứa nào mà hó hé bà đánh 50 trôi đó. Nhưng mà... Thôi đi vô ngủ đi. Ở đây làm quần mơ hai bà tỉnh dậy mà quýnh cho nhừ đồn bây giờ. Đi vô. Đi vô, đi vô. Xíu nữa nha Bình. Em xin lỗi anh, tại em cãi anh, đòi vô thăm con nên anh mới bị liên lụy. Trời ơi, giờ này mà còn lỗi với phải gì nữa. Bình, em nhắm còn chịu đựng được bao lâu nữa? Em hiền lành, trời thương, Phật thương sẽ phù hộ cho hai mẹ con của em, không có sao đâu. Bình, em sao vậy? Em đau quá. Có ai không? Cứu người đi. Bình, em thấy sao rồi? Em đau quá rồi. Cứu người đi. Bình bị đau quá rồi nè. Có ai không? Cứu người đi. Cậu ba ơi, ba sẽ cứu em với con. Cứu người đi. Em sắp chết rồi. Bình, em gái lên đi. Cứu người đi. Có ai ở đâu không? Làm ơn cứu người đi. Có ai ở đâu không? Bình, Cái Duy, có chuyện gì vậy? Anh Hai à,
Em nghe em Bình kêu cứu, hình như là em Bình đang gặp nạn. Hả? Em coi đó, nhớ vợ tới ám ảnh luôn rồi. Ngủ mà cũng nằm mơ thấy nữa. Không phải em mơ đâu anh ơi. Em nghe tiếng em Bình gọi em thống thiết lắm. Bây giờ tim em còn đập mạnh đây nè anh ơi. Sao em thấy bất an quá. Chắc em về coi thử mới được anh hai nè, à. Nè nè, có gì á thì đợi sáng mai đi. Bây giờ khuya rồi, thấy đường đâu mà đi. Nhưng mà sao tự nhiên em sợ mình về trễ quá. Nè, đừng có thần hồn nát thần tính như vậy chứ. Hả? Ở nhà dù gì cũng có má với dì Bảy lo cho em Bình rồi, em còn lo cái gì nữa chứ. Anh nói cũng phải. Má không thương em Bình thì cũng phải thương con của em chứ. Dù sao cũng là cháu nội của má mà. Phải rồi. Ê, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ nằm xuống ngủ tiếp đi. Hả? Mờ sáng anh sẽ kêu em dậy. Nè, nằm xuống đi. Bình ơi, chờ anh về. Mẹ con em phải mạnh khỏe chờ anh về, có biết chưa? Cho em Bình tai qua nạn khỏi, không có chuyện gì hết. Có người ta, có người sắp chết kìa. Có ai không? Ông trời ơi, ông công bằng ở đâu vậy? Sao ông không thương xót đám dân nghèo tụi con? Ông ở đâu? Ông nhìn thấy cảnh này không vậy hả? Cứu người đi. Lũ Bình. Dì Bảy, dì Bảy, hồi nãy giờ gì ở đâu vậy? Dì Bảy coi em Bình đi. Em Bình bị sao rồi kìa? Để dì cởi trói cho con cái đã. Mở trói cho con nhanh đi. Nãy giờ dì không nghe con kêu hả? Dì biết, nhưng ngặt nỗi. Con hiểu nó theo dì sát quá. Dì không có làm gì được hết. Dì chờ cho nó ngủ rồi dì mới lén ra đi được đây nè. Ơi chặt quá. Con Bình sao được kìa dì Bảy ơi. Trời ơi, Bình ơi, Bình, Bình ơi Bình, con ơi, con ơi, con có sao không? Tỉnh lại đi con. Trời ơi, Bình ơi, Bình, 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 Bình ơi Bình, em thấy sao rồi Bình? Dì Bảy ơi, em Bình mệt lắm rồi, bây giờ sao hả dì Bảy? Bình ơi, tỉnh lại đi con. Bình ơi, có gì phải tới rồi nè con. Bình ơi, em thấy sao rồi Bình? Bình, Bình à, tỉnh lại đi con. Bình, Bình ơi, em thấy sao rồi Bình? Có gì phải tới rồi nè con. Bình ơi, Bình, Bình ơi, Bình ơi, Bình, em thấy sao rồi? Con sao rồi? Bình ơi, em thấy sao rồi? Lũ. À, anh nè, anh nè, con gì Bảy nữa nè. Gì Bảy? Gì đây? Gì đây con? Dì Bảy ơi, cứu con với. Con bị đau bụng lắm. Chắc hồi nãy con bị động thai rồi. Không sao đâu con. Có dì Bảy ở đây rồi, con yên tâm đi. Không sao, ráng đi con. Ráng lên em ơi. Con à, con chưa nói cho cậu ba biết chuyện con có thai hay sao vậy? Dạ chưa. Tại sao không nói? Dạ tại vì con tính chờ cậu ba đi thu lúa về thì cậu mới nói.
Với tình hình này e không kịp nữa rồi. Là sao? Tại sao không kịp gì? Bà Hội nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để nhổ bỏ cái gai trong mắt bà. Bình à, Lũ ơi, hai con phen này lành ít dữ nhiều rồi. Con nghĩ chắc không sao đâu. Dù gì thì mình cũng sinh ra cậu ấm cho bà chủ mà. Con nghĩ cho dù con thương thì bà Hậu cũng phải nghĩ chút tình chứ. Bà chủ đang nói chỉ nhận con chứ không nhận mẹ, con không nhớ sao? Muốn gì là bà đang muốn ém nhẹm cái chuyện cậu ba với con mình để mà khiến cô Thiên Kim về làm vợ cho cậu ba. Nói vậy là con với mình khó thoát nạn này hả? Dì Bảy ơi, con sống chết gì cũng được hết, nhưng mà dì hãy mau nghĩ cách cứu em mình đi dì Bảy. Dì Bảy, cứu em mình và đứa con ở trong bụng của em mình nữa dì Bảy. Dì Bảy mau nghĩ cách đi dì Bảy ơi. Mình ơi, em ráng đi. Dì Bảy mau nghĩ cách đi dì Bảy. Nghĩ cách đi dì Bảy. Để dì... Mợ hai kêu mình canh bà Bảy mà bây giờ bỏ trốn rồi. Ây da, mợ hai mà biết mình ngủ quên để cho bà Bảy chạy trốn, mình bị ăn đòn tét đít quá, bây giờ sao? Không được, mình phải nghĩ cách khác, mình phải nghĩ cách lập công trước mới được. Dậy đi, dậy đi. Dậy. Dậy. Mọi người dậy nè. Trời ơi, có chuyện gì vậy chị Hiểm? Đang ngủ ngon lành nè. Con mình nó bỏ trốn rồi. Tụi đang ngủ trốn cái gì mà trốn? Bà Bảy dẫn con mình bỏ trốn rồi. Bây giờ mọi người đốt đuốc đi kiếm lẹ lên. Tôi đi thông báo M2, nhanh lên. Đang ngủ, kiếm gì? Ngủ bây giờ sao? Tôi nói bà chủ một cái là mỗi người 50 roi nghe chưa? Ngủ mà ngủ khôn nguyên nữa. Nhanh lên. Còn đứng đó nữa hả? Đây nè. Nếu con với anh Lũ bỏ trốn thì chẳng khác gì thừa nhận lời buộc tội của chị Hiểm với mợ hai. Cậu ba sẽ tin, sẽ nghĩ là con với anh Lũ có tư tình với nhau. Bình nói đúng đó dì. Con thì sao cũng được, nhưng mà em Bình vô tội, bị hiểu lầm như vậy oan ức lắm. Tới giờ mà hai đứa còn chưa hiểu chuyện gì sao? Rõ ràng là người ta muốn vu oan giá họa, muốn diệt cỏ tận gốc. Nếu muốn sống, muốn cứu cả hai đứa và cả đứa con trong bụng của con thì phải lập tức rời khỏi chỗ này liền, càng xa càng tốt. Nhưng mà con... Dì biết con còn lưu luyến thằng ấm với cậu ba, nhưng không lẽ con muốn sáng mai bị bắt lên quan rồi bị trồng lòng heo dìm xuống sông hay sao? Bình à, dì Bảy nói đúng. Anh nghĩ chắc cậu ba hiểu lý lẽ. Đợi qua chuyện rồi mình giải thích với cậu ba sau. Quay kiếm cho kỹ đó, đừng cho nó thoát nghe chưa. Dì Bảy. Sao con? Bà Hội đang vu oan tụi con bỏ trốn để lấy cớ bắt tụi con lên quan kìa. Dì đã chuẩn bị cho tụi con
một chiếc xuồng nhỏ ở mé rạch. Ủa, con hãy dắt con Bình đi xuống xuồng rồi theo con rạch mà trốn đi. Đây, chút tiền này Bình ơi, con cầm theo để làm lộ phí. Đây là tiền dành cho cả đời của chị, sao con dám lấy được? Trời ơi, giờ này con cách sao sao con? Con có coi gì là gì ruột của con hay không? Cầm lấy đi con, cầm lấy đi. Đi đi, người ta tới rồi kìa. Thương gì thì phải đi cho xa, sống cho thiệt tốt phải không con? Tụi con biết phải làm cái gì mà. Đi. À, dì Bảy, con má của con, con gọi là dì Bảy giùm nó. Ủa, dì biết. Nếu mà má con có hỏi, dì cứ nói là công việc của con nhiều lắm, nên con không về thăm má được nha dì. Biết rồi, đi đi. Bình, tụi con đi rồi, bà chủ sẽ chỉ tội gì. Đi đi, dì không sao đâu. Đi đi mà, đừng có dây dưa nữa mà. Đi đi. Dì, con, dì con gặp cậu ba thì nói là con thương cậu nhiều lắm. Con không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu ba. Mình ơi, không kịp rồi. Dì biết rồi, dì sẽ nói. Đi đi. Đi em. Đi đi, đi đi con, lẹ đi. Dì vậy. À, Bình ơi, cẩn thận con. Có sao không con? Con không sợ. Dì Bảy, dì Bảy giữ gìn sức khỏe. Dì biết không? Dì Bảy ơi, con cũng giữ gìn sức khỏe. Dì Bảy ơi, ở đây bao giây hết rồi bây giờ sao? Đi đi ngã này con. Đi đi, đi lẹ đi con. Dì em, đi đi, cực kỳ quá đóng. Bình à, dì Bảy ơi, nhớ nhân má của dì Bảy. Dì biết rồi, đi đi con, đi đi con. Dì đi, không kịp đó. Không thấy. Chị Bình với Lũ đâu? Có phải vì thả hai người họ đúng không? Ừ, phải. Vì dám thả hai người họ, vì thiệt là ăn gan trời mà. Đi nói chị Hiểm, báo cho mà hay biết. Trời ơi, ông trời ơi, xin ông hãy phù hộ cho hai đứa tụi nó được bình an. Hai Sáng. Dạ má. Con làm gì mà đi tới đi lui, đi tới đi lui hoài vậy? Má chóng mặt quá. Dạ má ngồi một chỗ má còn thấy chóng mặt. Con đi tới đi lui bỗng thấy chóng mặt hay sao? Vậy làm ơn ngồi xuống đó đi. Dạ con thứ ba, thứ mở ai? Tìm được chưa? Dạ chưa. Chưa sao mày giác mặt vậy đây? Ăn hại. Tụi bay đuôi hết rồi hay sao? Mắt để đâu á mà để cho hai đứa nó chạy mất? Hai con người sờ sờ ra đó, chứ có phải là con kiến đâu. Đúng là một lũ ăn hại mà. Nè, tao nói cho tụi bay biết, tao cho tụi bay thời hạn từ đây tới sáng mai. Tụi bay mà không kiếm được nó thì liêu hồn tụi bay đi. Dạ thưa mợ hai, không phải là tụi con ăn hại đâu, mà do chính bà Bảy đã giúp con Bình với lại anh Lũ chạy trốn á. Kéo cái gì mà kéo? Nếu như bà Bảy không cởi trói cho con Bình thì làm sao con Bình trốn thoát được? Dạ, không những giúp bỏ trốn, bà còn cản trở trên đường tụi con đi tìm nữa. Cái bà già nhiều chuyện này,
Đừng có tưởng là già rồi không ai dám làm gì bả. Tụi bay đâu? Lôi cổ bay lên đây cho tao. Dạ dạ. Thôi thôi thôi, đừng có ồn ào quá vậy. Má mệt rồi, má muốn đi ngủ. Hay sáng à, có gì để sáng tính đi. Má, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Bây giờ sức khỏe má quan trọng hay là bắt hai đứa đó là quan trọng chứ? Dạ, tất nhiên là sức khỏe của má quan trọng hơn rồi. Tụi bay đi kiếm tiếp đi. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Tụi bay chia nhau hai hướng kiếm đi. Trái đi em, nhanh đi. Mình à, ráng đi em. Anh Lũ, anh Lũ, em mệt lắm. Ráng đi em, ráng chạy đi em. Em đi không nổi nữa rồi. Em làm sao vậy, ráng chạy đi em. Tôi thiệt là bà chủ với mợ em mà bắt được là mình sẽ chết đúng không anh? Lúc chưa nghe dì Bảy nói anh chưa có tin, nhưng bây giờ anh tin rồi. Bà chủ mặc dù ngoài mặt hiền lành như vậy, nhưng tâm địa rất là độc ác và nham hiểm. Chính tay bà chủ đã giết chết cô Lành, thì còn việc gì mà bà không dám làm? Ráng chạy đi em, ráng chạy đi. Đi đi em, đi đi. Đi đi, ráng chạy đi em. Nghĩ, nghĩ đi. Anh Lũ, anh mình... chạy trước đi. Em nói gì kỳ vậy? Có chạy thì mình cùng chạy, sao anh bỏ em được? Trái lên mình. Nhưng mà em mệt lắm, em đi không nổi nữa. Nhưng mà bị bắt là sẽ chết thôi. Anh Lũ, anh chạy trước đi. Một mình anh chết còn đỡ hơn là cả hai cùng chết. Anh chạy đi anh Lũ. Bắt nó lại, bắt nó lại, bắt lên, bắt nó lại đây. Tìm chỗ trốn thôi. Bắt lên đây. Chạy qua bên kia, em còn lại theo mau. Nhanh lên, bắt tụi nó lại. Nhanh lên. Bình, Bình, em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Em đang có bầu mà sao leo cây được? Em leo được. Em chạy coi. Chết rồi. Bỏ ra mà bắt tụi nó lại. Được kìa, anh chạy đi. Ở đây nào. Kìa coi, có không? Ừ. Nãy nó đi hướng này á. Ừ, người đã thấy rõ ràng đi hướng này mà. Trái lên em. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha Bình. Thôi đi về hướng đó đi. Đi. Em từ từ thôi. Cẩn thận nha em. Em có sao không Bình? Ráng lên, ráng lên.
Bây giờ có chết thì cũng chết, anh không thể nào bỏ em ở đây được. Đi theo anh. Cùng là thân phận tôi tớ bè bọt với nhau mà, nỡ lòng nào mọi người truy cùng giết tận tôi với mình sao? Tôi quỳ xuống đây, tôi lại mấy người, tôi lại mấy người, làm ơn tha mạng tôi với mình đi, làm ơn đi mà, tôi lại mấy người đó, tôi lại mấy người, tôi lại mấy người, tôi lại mấy người, làm ơn tha mạng cho tôi với mình đi mà, tôi lại mấy người, tôi lại đó. Tôi lại mấy người, tôi lại mấy người, làm ơn đi bà, làm ơn đi, tôi lại mấy người. Thôi, hai người đi lẹ đi, hiểm tới bây giờ đó. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, lẹ cảm đi. Ơn mọi người nhiều lắm. Ráng lên em, ráng lên đi Bình, ráng lên em đi. Cảm ơn. Ráng đi. Nãy giờ tôi không thấy gì trơn á. Tôi cũng không thấy gì hết á. Ờ, tôi cũng chạy, thấy không thấy gì đâu. Giờ có thấy gì đâu. Nó đâu rồi? Mới nghe tiếng nói đây nè. Tụi tôi không có thấy ai hết á. Tôi đuổi tới đây rồi mất dấu á. Mất dấu? Sao tụi bay không lo đi kiếm mà đứng đây như trời trồng vậy hả? Nè, tao nói cho tụi bay biết nha, kiếm không ra thì về lo bó đít đi, biết chưa? Đi lẹ. Thôi đi. Có chiếc ghe nè em. Xuống ghe đi em. Bình, Bình, em đi đâu vậy? Em đi đâu vậy? Hả? Anh Lũ, em không thể nào bỏ con em được. Đừng mà, bây giờ em cứ bỏ chạy trốn đi, rồi sau đó giải thích sao? Không còn kịp nữa đâu. Ghe là anh đi Bình, đi lên ghe đi. Còn có thấy má mệt gì đâu. Để tới sáng á, tụi nó trốn đi mất tiêu luôn á. Mất tiêu còn hơn là đuổi cùng giết tận. Nhà này á, nhiều oan hồn quá rồi, má không muốn thêm nhiều nữa. Nhưng mà không lẽ má tha thứ cho tụi nó dễ dàng vậy sao? Trời ơi, má chỉ muốn đuổi cổ con Bình đi, để má cưới con Thiên Kim cho thằng Khải Duy thôi. Má, má không sợ chú ba đi kiếm con Bình hay sao? Cái chuyện nó rành rành ra như vậy ai cũng biết à. Con Bình á, nó tư tình với thằng Lũ, bị bắt quả tang, sợ tội nên bỏ trốn. Đàn ông á thì rất sợ, rất trọng mặt mũi, sĩ diện. Mà thằng Duy á, tự ái rất là cao. Con nghĩ coi, nó dễ dàng tha thứ cái tội ngoại tình của con Bình sao? Dạ, má nói phải. Nhưng mà tha thứ cho hai đứa nó dễ dàng như vậy, con thấy bất công quá. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thôi, khuya rồi, má đi ngủ đây. Con đừng có làm cho mọi chuyện nó rối ren thêm nữa. Dạ, má buồn ngủ thì má đi ngủ đi. Còn chuyện của bà Bảy để con xử lý cho. Bây còn muốn làm gì bả? Má, xưa giờ con dạy việc đám gia đình, má đâu có bao giờ hỏi con đâu. Sao hôm nay má hỏi trớ con vậy? Thì bả già rồi, bả làm lâu năm ở trong nhà mình, có xử thì cũng xử nhẹ tay thôi. Mà thôi,
Chuyện của bà để cho má xử, con để yên đó đi. Dạ. Còn Hiểm nói đúng, với con gia đình già đó, má rõ ràng là có kiêng nể, trái ngược cái tính má xưa nay. Vậy chắc chắn giữa hai người nhất định phải có ẩn tình. Cẩn thận nha em. Duy à, em có ngồi ở đây á thì cũng không khiến cho ghe nó chạy nhanh hơn đâu. Anh đã kêu tài công tăng hết tốc lực mấy máy rồi. Em đừng nôn nóng quá, mình sẽ về nhà sớm thôi mà. Không biết tại sao em thấy nóng ruột quá anh hai à. Biết vậy hôm qua em đi đường bộ về luôn cho rồi. Nghe lời anh hai đi đường thủy chi giờ cho nó lâu lắc. Anh nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, tại em nhớ quá đâm ra thần hồn nát thần tính. Chứ có chuyện gì má đã cho người báo tin rồi. Không biết tại sao mấy đêm nay đêm nào em ngủ cũng thấy ác mộng hết. Em cứ thấy em Bình bị truy đuổi, thấy mấy sinh con rồi gục chết trong đống máu. Anh hai, có khi nào đây là điềm báo em Bình với con em gặp nguy hiểm không anh hai? Giấc mơ thường đi ngược lại với hiện tại, em đừng quá lo lắng mà. Anh hai à, em cũng nghĩ vậy. Tuy là em chỉ nói chơi thôi, nhưng mà em luôn luôn hiểu một điều là em Bình coi mình thân phận thấp hèn cho nên không dám ghen. Nhưng em nghĩ đàn bà nào mà không ghen đúng không anh? Nghe em cứ giận chắc em Bình lo lắng lắm. Anh hai, khi này về em nói thẳng với má luôn, em không cưới Thiên Kim nữa. Má đã quyết định rồi, em không có cãi được đâu. Anh hai không dám cãi má thôi, chứ trước nay má giữ sợ em mà. Anh cứ chờ coi, em mà làm dữ thế nào má cũng phải nhượng bộ em thôi. Còn lỡ như má làm quá, em sẽ dắt em Bình mua trang trại lập đồn điền. Má sợ mất em, tự khắc má phải nhượng bộ thôi. Không gì hạnh phúc bằng được sống theo ý của mình. Anh mong em sớm được như ý nguyện. Chị hai sợ nhất cái chuyện em ra ngoài lập đồn điền. Em hỏi thật nha, anh không sợ em đoạt mất cái sản nghiệp của anh sao? Anh không vợ không con, ăn ở bao nhiêu mà sợ chứ. Với lại đối với anh, tiền tài là vật ngoài thân, không đáng trọng. Trọng á là trọng tình trọng nghĩa kìa. Anh hai, em thấy anh vẫn còn tình cảm với chị Hạnh Dung, tại sao không nói thẳng với má?
Anh không giống em. Anh không phải là con ruột của má. Nếu nhìn hai không còn yêu chị hai nữa thì anh cứ mạnh dạn bỏ chị ấy đi. Em ủng hộ anh. Lo chuyện em trước đi. Chuyện của anh từ từ tính. Chuyện của em bây giờ là mong sao cho mình sớm về tới nhà. Để tặng cho em Bình cái kẹp này. Em dậy chưa? Có cơm rồi nè. Có cơm rồi nè, em ăn đi. Ra đây ngồi cho nó mát. Nè, cơm nè. Ngon lắm. Em ăn đi cho nóng. Nãy giờ em đâu có ngủ đâu. À, chắc tại lục đục rồi em ngủ không được đúng không? Anh làm như em là tiểu thơ con nhà giàu không bằng vậy. Tại em lo trong bụng quá nên em ngủ không được. Mà em lo chuyện gì vậy? Kể anh nghe được không? Em lo cho dì Bảy. Em sợ dì bị bà chủ với vợ hai phạt vì cái tội dám thả mình đi. À, em không phải lo lắng gì đâu. Hồi sáng nay lúc mà anh lên bờ bán một mớ cá, anh có lén về nhà hỏi thăm anh Út Đực rồi. Anh nói chị Bảy chỉ bị bà chủ mắng một trận nhưng không có bị đòn bị phạt gì hết. Em yên tâm chưa? Vậy thì em cũng yên dạ rồi. Ủa mà tiền đâu anh mua đồ ăn với gạo vậy? Thì anh giăng lưới được mớ cá để bán. Em yên tâm đi, anh nuôi nổi hai mẹ con em mà. À, em không thích anh nói vậy hả? À vậy thôi, mai mốt anh không nói vậy nữa. Không phải, anh đừng có hiểu lầm. Em làm sao dám thích hay không thích. Chỉ là vì chuyện của em mà bắt anh phải quả lấy. Em ấy nấy lắm. Trời, tưởng gì. Chứ chuyện này em cứ yên tâm đi. Anh cam tâm tình nguyện bảo vệ hai má con em. À, em đừng có hiểu lầm. Anh biết người em thương á là cậu Ba, nên anh không có ép em phải thương anh đâu. Ở đời đâu phải thương là thành vợ chồng được. Anh em cũng được mà, đúng không? Anh sẽ lo cho em, lo cho hai má con em tới già tới chết luôn. Anh làm như em đuôi mù sức mẻ, không có tay chân vậy. Bây giờ em bị động thai, em thiếu chút đi. Chứ em muốn cứng cáp rồi. Em sẽ phụ anh kiếm tiền nuôi con. Em không có báo anh hoài vậy đâu. Ờ, anh biết rồi mà. Em ăn cơm đi.
sao? Những lời tôi nói với bà hiểu hết chưa? Dạ, thì tôi hiểu. Nhưng mà nếu để cậu ba hiểu lầm con Bình với thằng Lũ như vậy, tôi thấy oan ức cho tụi nó lắm thưa bà. Oan ức còn hơn là chết. Bà sống lâu trong nhà tôi như vậy, bà phải hiểu những gì tôi nói chứ. Dạ thì tôi hiểu. Thật ra thì tôi cũng nhân nhượng cho tụi nó lâu rồi. Bà không thấy như hiện tại như vậy á là tốt cho cả đôi đường sao? Phần tôi á thì cưới được dâu môn đăng hộ đối, còn thằng Lũ với con Bình thành một đôi hạnh phúc bên nhau. So với chuyện con Bình á thì ngày ngày thấy chồng mình ân ái với người khác thì cái chuyện này tốt hơn nhiều chứ. Ừ, dạ, dạ, thì tôi thấy bà nói cũng phải. Nếu mà thấy tôi nói phải á thì bà phải phối hợp với tôi cho nhịp nhàng để gạt thằng Duy. Một khi á mà nó ôm hận thì nó không thèm con Bình nữa. Mà đã không thèm thì nó chôn con Bình vào quên má làng. Má ơi má. Dạ. Má ơi, nguy rồi má ơi. Trời ơi, cái gì mà hớt hải chạy sọc vô phòng tôi vậy? Hả? Con xin lỗi, nhưng mà chú ba, chú... Khả Duy sao? Chú ba đang tra khảo đám gia đình. Con sợ tụi nó bị đánh đau quá rồi khai tầm bậy tầm bạ là chết con với má luôn á. Chết cái gì mà chết? Ăn nói bậy bạ không à? Vỗ nó miếng đi. Bà Bảy. Dạ. Nãy giờ tôi nói gì bà nhớ rồi phải không? Dạ thưa bà, tôi nhớ. Nhớ thì cứ thế mà làm. Nè, nếu mà bà hé răng sai nửa lời á ha, má thằng Lũ đừng hòng sống trên đất của tôi đó, nghe chưa? Dạ dạ dạ, tôi nhớ mà, bà yên tâm. Xuống bếp làm việc đi. Dạ tôi xin phép. Má, sao giờ má? Còn con nữa, hớt hớt hải như vậy á, có khác gì là lại ông tôi ở bụi này, hiểu chưa? Dạ con biết rồi. Để tao coi tụi bay lì tới cỡ nào. Cô ba đừng đánh con, cô ba con sao đâu, con chết con. Một lần cuối tao hổ tụi mày có chịu nói hay không? Dạ. Những gì con biết thì của con cũng giống như mọi người biết thôi, chứ con không biết gì đâu. Cái tao muốn biết không phải là những lời mà tụi bay được dạy để nói giống nhau. Không ai dạy tụi con nó giống nhau hết. Sự thật là con Bình đó. Bà ba làm sao? Dạ, sự thật là bà ba với anh Lỗ tư tình với nhau rồi bị con bắt gặp. Mày có chịu nói hay không? Hả? Dạ. Duy, má nó còn đừng có đánh nữa mà. Nó không có nói trật đâu. Má yên tâm đi, đúng sai gì tôi đánh một hồi là cũng ra thôi. Duy, lần cuối tao hỏi mày, mày chịu nói hay không? Dạ, có bao nhiêu con nói hết rồi cậu ba. Ba ơi, má ai ơi, cứu con. Mày cứng đầu thì hôm nay chỉ có trời mới cứu mày. Con muốn là gây án mạng không có vừa lòng hay sao? Để cứu em Bình, đừng có nói là một con hiểm. Mười con hiểm con cũng giết. Cái chuyện rành rành ra như vậy rồi 100 cặp mắt thấy, chứ không phải một mình con hiểm mà nó bịa chuyện. Tôi không nhắc tới má thì thôi. Má đừng có chọc tôi nổi khùng lên. Tôi đâu có ngu đâu mà không biết đây là cái tuồng cho má và chị dâu dựng lên, dạ cho đám gia đình học thuộc lâu. Tôi đã ở với em Bình được một mặt con rồi, lẽ nào tôi không biết tánh hết của em ấy? Cả đám gia đình này nó chỉ nói một lời thôi mà con nói là má bịa đặt hả? Trong lòng con bây giờ á chỉ có mình con Bình thôi. Phải. Con không biết luân thường đạo lý gì hết hả? Được, nếu những lời của má mà con không tin thì cái đám gia đình này á cũng không tin nữa. Nhưng bà Bảy có thể làm cho con tin được chứ. Bà Bảy đâu? Kêu bà Bảy ra đây. Dạ, dạ cô ba, để con kêu. Bà Bảy. Dạ dạ. Dạ đúng rồi cậu ba, bà biết hết rồi cậu ba. Dì nói đi.
sự thật là như thế nào? Dạ dạ. Em mình không có phản bội con, đúng không? Dì không phải sợ, có sao thì dì nói vậy đi. Không ai dám làm hại gì đâu. Hải Duy này lấy tính mạng ra thề với trời đất sẽ bảo vệ cho dì. Dạ dạ. Bà không thấy như hiện tại là tốt cho cả đôi đường sao? Tôi cưới được con dâu môn đăng hộ đối, thằng Lũ với con Bình nó cũng thành một đôi hạnh phúc bên nhau. Dì Bảy. Dạ dạ dạ. Tôi hỏi dì có nghe không? Dạ dạ nghe. Dạ nghe. Nghe sao dì không nói? Sự thật là như thế nào? Dạ. Có phải là người ta đơm đặt hay không? Dạ. Tôi biết nói ra làm cậu rất đau lòng, nhưng đây chính là sự thật. Sự thật gì? Tôi không tin nào. Dì Bảy, em mình không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Dì Bảy, dì bị ép phải nói như vậy, dì nói đi. Em mình không phải là hạng người như vậy. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nào giờ có ai nhìn mặt mà bắt hình dung chính xác đâu. Dì em đi. Dì con á, thương con Bình thiệt lòng thiệt dạ, cho nên lúc nào con cũng nghĩ tốt cho nó hết á. Nhưng mà bà Bảy đó nói rành rành như vậy, con còn chưa tin nữa hay sao? Ở đây á, tất cả mọi người có thể bịa đặt ra chuyện này, nhưng bà Bảy thì không. Dì ruột của con Bình, không lẽ dì mà đi hại cháu hay sao? Dạ, dạ phải đó cậu ba. Thời dì Bảy. Dạ. Nói với con là người ta ép dì nói như vậy. Con Bình nó thiệt là ngu ngốc, nó có phước mà không biết hưởng, âu cũng tại phần số hèn mọn của nó. Đũa mốc không được chọi mông son, cậu đừng để tâm tới nó nữa. Im đi! Trời ơi! Chết đi! Duy, trời ơi, đi hết cho tao. Duy, má sao má không cản chứ ba? Cản cản cái gì? Con ra mà cản đi, má không có dám. Nhưng mà toàn là đồ mắc tiền không đó. Trời ơi, giờ cái gan của nó là cái gan giết người, có biết không? Cứ để cho nó đập cho nó hả giận đi. Đồ bể thì mua lại cái khác, có sao đâu. Chết đi! Mày đi hết cho tao! Trời ơi! Chết hết đi! Trời ơi! Cô làm gì con tôi vậy?
Té ra là ba của mấy đứa nhỏ này à? Không biết trông chừng con mình hả? Tại sao cô lấy con diều của con tôi? Tôi lấy con diều của con anh thì sao? Trả con diều đi. Cô tưởng cô con cái tổng cô ngon lắm hả? Cho cô 3 phút nữa, cô mà không tới đây á, ở giá suốt đời luôn đi. Đúng là cái thứ quê mùa thì suốt đời không khá lên được. Đợi có chút xíu mình đã mất kiên nhẫn rồi. Hèn chi 28 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ế. Cô nói cái gì? Sao lại là anh? À, ui da, ui da, em gì vậy? Em bị giật bẻ. Ui da, ui da, em đau quá cậu ba. Đâu, anh coi. Đỡ chưa? À. Ngồi yên, để anh xoa bóp cho. Nè, trả diều lại cho anh đó. Trả tấm hình lại cho tôi. Khuya rồi sao không ngủ hả con? Má, tấm hình vẽ xấu quắc như vậy, bộ không thấy ghê sao mà đem ra coi hoài cả ngày vậy? Má, xấu bao nhiêu thì cũng là hình của con. Ủa, mà tối rồi sao má không đi ngủ đi? Má kiếm con có chuyện gì hả? Đám người trong nhà mình cứ xì xầm, truyền tai nhau chuyện động trời. Động trời thì cũng là chuyện của tụi nó, má quan tâm làm chi cho mệt. Nếu chuyện của tụi nhỏ thì má quan tâm làm cái gì? Chuyện liên quan đến thằng Duy, chồng sắp cưới của con đó. Chuyện liên quan tới Khải Duy hả? Là chuyện gì vậy má? Có quan trọng không má? Có liên quan gì tới con không? Mới biểu người ta, đừng có quan tâm. Làm gì mà hỏi dồn dập vậy? Con đó ngó bộ mê người ta dữ rồi đó nha. Má, má đừng có nói dần lân nữa. Con nóng ruột dữ lắm rồi. Má nói cho con nghe đi, chuyện gì vậy má? Con Bình, vợ hờ của thằng Duy, nó bỏ trốn theo trai rồi. Đúng là không ngoài dự đoán của con mà. Dự đoán của con? Không lẽ con biết trước chuyện này? Con không chỉ biết trước mà con còn biết tường tận nữa kìa. Coi bộ cái bà chị dâu này cũng ngoan và được việc lắm. Con nói như vậy là có ý gì? Không lẽ chuyện này là do con sắp đặt? Con không sắp đặt, mà con á chỉ kêu chị ta mau tìm cách tống cổ mẹ con Bình ra khỏi nhà thôi. Còn cách là do tự bên đó bày ra. Nếu như con nói thì gia đình bên bà Hội không đơn giản chút nào. Con về bển á phải cẩn thận mới được. Kìa má, má đừng có lo, con của má thừa sức đối phó. Chỉ tiếc là còn cảm thấy mất vui thôi. Loại được tình địch mà sao mất vui? Con muốn đường đường chánh chánh đấu tay với tình địch của mình, nhưng mà bây giờ con Bình bị loại khỏi cuộc chiến rồi, lấy ai đâu mà chơi nữa. Thiệt là mất hứng à. Con á, đúng là nuôi hoài không lớn, hạnh phúc cả đời người, chứ đâu phải giỡn chơi. Không nghiêm túc chút nào. Con vốn là như vậy mà. Má sanh con ra nuôi con lớn mà không hiểu ý con sao? Tôi mà không hiểu ý cô thì ai hiểu ý cô nữa. Má, nếu mà má hiểu rồi á thì
má lo biểu gia đình mau trang hoàng nhà cửa đi. Vì nếu như con đoán không lầm thì Khải Duy sẽ qua để hỏi cưới con trước thời hạn đó. Trước thời hạn? Anh ta đang hận vì bị vợ ngoại tình, chắc chắn anh ta sẽ cưới vợ khác để trả thù. Sao con biết? Tâm lý đàn ông còn nắm gọn trong bàn tay con. Nếu không phải là chuyện cấp bách thì tôi cũng không dám làm phiền tới anh như vậy. Ông đừng có nói với tôi những lời khách sáo như vậy. Dù có là quận trưởng hay là tỉnh trưởng gì tôi cũng giúp. Tôi với ông là bạn bè mà. Bởi vì tôi coi ông là anh em cho nên tôi mới nhờ ông. Bằng mũi giá, ông phải tìm hai đứa gian phu dâm phụ về đây cho tôi. Ông an tâm đi, tôi chỉ cần gán cho nó cái tội mua nhà phía thì đám lính xài thành sẽ bắt nó ngay. Tôi tin ông. Con Hiểm xong chưa? Dạ. Dạ xong rồi cậu. Dạ. Thị Bình, còn đây là thằng Lũ. Cũng may là gia đình tôi có cái lệ, đứa gia đình nào tới đây làm cũng phải họa hình để mà lưu lại, cho nên tôi mới có mà đưa cho ông đó. Hay lắm. Có hai bức họa này tụi nó sẽ sớm bị bắt thôi. Ông cứ an tâm đi. Là tỉnh trưởng. Má ơi, là tỉnh trưởng thiệt đó. Cái chuyện này á, là trong bữa cơm á, thằng Khải Duy nó đã nói, nó đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho má biết rồi. Má biết rồi, sao má tỉnh bơ vậy? Má không biết, một khi chú ba nhờ tới tỉnh trưởng là lớn chuyện đó. Ổng còn hứa là sẽ cho người đi truy tìm nữa. Kiểu này á, chắc chắn con Bình với thằng Lũ sẽ sớm bị bắt thôi. Má đâu phải là con nít mà không biết chuyện này. Mà má đâu có ngờ phản ứng của thằng Duy như vậy chứ. Tưởng á, là nghe tin con Bình nó ngoại tình á, sẽ sớm quên đi. Ôi, thiệt đúng là sai một ly đi một dặm mà. Trời ơi, kỳ này là chết rồi má ơi. Mà con nói trước nha, chuyện này là do một mình má, má bày má biểu, chứ con không biết gì hết á. Chú ba mà có hỏi tội thì má liệu mà trả lời cho chú ba nha. Má đừng có lôi con vô đó. Coi con đó, chưa gì mà đã lo chạy tội rồi à. Đúng là má không có thể tin con gì được hết á. Nhưng mà chuyện này đúng là do má bày ra mà. Con á chỉ nghe lời theo má mà làm thôi. Thôi được rồi, con không có gì phải sợ trơn á. Tất cả mọi chuyện này má nhận về mình hết, được chưa? Dạ. Má chỉ cần con giúp má một vài chuyện thôi. Chỉ cần á, má nhận hết lỗi về mình, chuyện gì á con cũng nghe lời má hết á. Lập tức con cho người tìm thấy hai đứa nó về trước thằng Duy. Chuyện này dễ ợt, con làm được. Nhưng mà mình tìm thấy hai đứa nó rồi, mình làm gì hả má? Thì dĩ nhiên là cho tụi nó câm miệng chứ làm gì. Nhưng làm sao cho nó câm miệng được má? Ra đây làm cái gì? Dạ em sao? Dạ. Còn mày nữa? Dạ. Nửa đêm mày sao không ngủ?
lén lút ra gặp mà ba làm cái gì? Dạ con. Mày sao? Con dạ em tính đi uống nước. Phòng mình lúc nào mà không có nước? Em đâu cần phải ra ngoài. Dạ em. Dạ em quên. Dạ đúng rồi đó cô ba, mợ ba quên. Từ xa tao nghe mày nói là sắp chịu hết nổi rồi. Mày sắp chịu hết nổi chuyện gì? Dạ. Còn em nữa. Dạ. Tại sao nửa đêm không ngủ? Em ra đây gặp thằng Lũ làm cái gì? Em... Dạ. Dạ em không nói được. Thì ra tụi nó có tình lý ngay từ đầu, nhưng mà mình không nhận ra. Mình đúng là quá ngu muội mà. Bình ơi là Bình, anh thương em như vậy, em đành lòng phản bội lừa dối anh sao? Em có biết trên đời này anh ghét nhất là loại người phản bội lừa dối hay không? Dám làm tổn thương anh, em nhận thù phải chết. Dặn rồi, bầu bì lo nghỉ ngơi đi. Mấy cái đó để đó, anh làm cho. Em biết rồi. Nhưng mà em đâu phải tiểu thư gì đâu. Anh đi thăm câu về hả? Em cầm cái này vô cho anh, để đó đi, anh làm cho. Trời ơi, được nhiều cá quá à. Tối hôm qua tại anh gái thủy thần nên thủy thần phù hộ, bởi vậy bữa nay dính toàn cá lớn không. Thấy nhiều cá không? Bán được mớ cá này á là mua được một mớ đồ, với lại dư tiền để cho em đi sanh, xong rồi mua đồ cho em bé nữa. Anh Lũ lo chu đáo quá. Nhưng mà với số cá này làm sao đủ tiền cho em sanh, lại còn mua đồ cho em bé nữa. Em yên tâm đi, bao nhiêu đầy cá
với lại số tiền dành dụm hổm rài dư sức lo cho hai má con em mà. Rồi mai mốt lấy gì sống hả anh? Trời xanh, trời núi, em lo cái gì? Còn cá dưới sông, dưới ruộng quá trời, em bắt cả đời cũng không hết. Giàu thì anh không hứa, nhưng mà nuôi hai má con em á, đạm bạc ngày hai bữa, anh dư sức. Để có được bao nhiêu đầy cá, anh phải thức cả đêm đi thăm câu. Cứ mất ngủ như vậy hoài, sao anh có thể chịu nổi? Anh là con trâu nước mà, em lo cái gì? Lo là lo cho em kìa, bầu bì, đi đứng khó khăn, còn phải lẩn trốn ở trong cái xuồng này nữa. Anh Lũ tốt với má con em quá, ơn nghĩa này em... Thôi 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 thôi, không có nói mấy lời này nữa. Cứ nói ơn nghĩa hoài vậy. Em lo nghỉ ngơi đi, anh đi bắn cá, rồi anh về liền. Nhiều cá quá. Anh đi bán nha. À, mà nè, mấy củ khoai lang anh hấp trong nồi cơm, em đói thì ăn hết đi nha. Hồi nãy đi thăm câu á, anh ăn hết mấy củ rồi. Anh đi nha. À anh Lũ. Hả? Gì em? Anh đợi em chút. Gì vậy? Cái gì vậy? Anh khoác đỡ cái khăn này đi nè. Anh trầm nghịch dưới nước cả đêm rồi, người anh ướt sũng hết, chắc là lạnh lắm. Anh choàng đỡ cái khăn này của em nghe. Cảm ơn em nha. Thôi anh đi bán, xong anh về liền. Xong anh về liền. Ừ. Bí đi cô, bí ngon lắm cô. Cuối cùng cũng mua được cho bà Hải cái áo đẹp này. Tuy là bị lỗ một chút xíu, nhưng có áo mới là được rồi. Thì khác có thưởng hả? Ừ, nếu mà kiếm được đem về sẽ được thưởng tới 2 đồng Đông Dương lận đó. Trời ơi, lần này mới thấy thưởng treo cao vậy. Thì bởi, thôi đi ra ngoài coi thử coi. Ừ, ông đi đi. Thôi, ra ngoài coi mặt mũi thằng đó làm sao. Tưởng 2 đồng Đông Dương. Chà, Lạnh ơi, em sống khôn thác thiên, về phù hộ cho thằng Lũ với con Bình. Cậu Ba đang nổi cơn thịnh nộ ở trong kia, chị sợ quá. Em có thương tụi nó, phận nhỏ nhoi như con kiến, thì hãy che chở tụi nó qua kiếp nạn này. Năm xưa chị không cứu được em, lẽ nào bây giờ
chị lại ngồi yên để nhìn tụi nó thêm cảnh tình ngang trái. Dì Bảy, dì cũng ra đây cúng dì lành hả? Dì Bảy, mấy người ở trong nhà đó không thèm nói chuyện với con, không lẽ dì cũng ghét bỏ con hay sao? Dì làm sao mà dám ghét bỏ con, chỉ là dì không muốn mang họa vào thân thôi. Dì, con biết là dì giận con, bởi vì con làm cho anh Lũ với con Bình bị cậu Ba Tri giết. Nhưng mà dì cũng có mặt ở đó mà, con có đặt điều hay là con thêm bớt gì đâu. Bà chủ với mợ hai ép con nói, phận con là con ở con hầu, làm sao con dám cãi được. Con cũng không ngờ là chuyện ra nông nỗi này, con hối hận và lo lắng lắm. Dì, dì đừng có lạnh lùng với con như vậy mà. Dì ngồi xuống với con một chút đi, đợi con đốt nhang cho dì lành xong rồi con kể cho dì nghe chuyện này. Bình với là anh Lũ ở đâu không? Xem chút nữa, dì đã tin con thiệt lòng hối hận rồi. Thì ra con vẫn chứng nào tật nấy à. Hai đứa tụi nó đã ra nông nổi này rồi mà con cũng vẫn chưa tha cho tụi nó hay sao? Dì ơi, không phải như vậy đâu. Dì đừng có hiểu lầm con mà tội nghiệp. Con không có muốn gạt gì hay là hại anh Lũ. Con thương anh Lũ, dì biết mà. Vậy chứ con muốn biết tông tích của thằng Lũ để làm cái gì? Con nhớ ảnh, con muốn dặn ảnh cẩn thận. Ở ngoài kia không phải chỉ có mình cậu Ba với quân lính kiếm bắt ảnh đâu, mà bà chủ với lại mợ hai cũng đang âm thầm cho người đi giết người diệt khẩu. Hả? Giết người diệt khẩu? Trời ơi, dì ơi, dì. Trời ơi, con nói gì vậy em? Dì đừng có la lớn. Chuyện này á, chuyện này mà tới tai bà chủ với mợ hai là chết con luôn á. Con mới nghe lén được hôm qua. Lành ơi, ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, em ráng lên thiên mà phù hộ cho hai đứa nó nghe. Dì Bảy ơi, chết rồi. Dì Bảy ơi, dì Bảy ơi, chết rồi. Cái gì, chuyện gì vậy? Ai chết Lũ vậy? Anh Lũ. Trời ơi, sao Lũ? Anh Lũ chết rồi. Không có phải, ông tỉnh trưởng mới bắt được anh Lũ giao tận tay cho cậu Ba rồi. Trời ơi, rồi còn con Bình nó sao rồi? Nó có bị bắt không? Con không có biết, nhưng mà vừa thấy lính áp giải anh Lũ vô là con đi báo cho dì liền nè. Trời ơi, dì đã biểu là trốn cho thiệt kỹ, chạy cho thiệt xa, để bây giờ bị bắt rồi sao đây? Trời ơi, khổ thân con. Trời ơi, dì Bảy. Dì Lành ơi, dì Lành, cứu anh Lũ giùm con đi, dì Lành ơi. Dạ thưa cô Ba, lính đưa thằng Lũ về rồi. Dạ. Cậu Ba, chúng tôi đã bắt được hắn. Tháo gông cho nó. Dạ. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ngài tỉnh trưởng. Người của tôi
để tôi dạy nó. Dạ. Dạ không ạ. Chết thì được á, chỉ có tưới nước thôi à, sao không kêu bọn người ở nó làm cho? Để cho mấy ảnh làm á thì đâu có còn ý nghĩa gì. Em muốn tự tay chăm sóc vườn lài cho cậu, bộ cậu không thích sao? Thấy người ta đứng cả buổi như vậy rồi còn chưa biết nữa hả? Một cậu ba cao quý phải đứng chờ em cả tiếng đồng hồ rồi đó. Tôi chết, em xin lỗi, em quên mất. Cậu ba, cậu ba về phòng nằm nghỉ đi, em tưới sắp xong rồi. Trời ơi là trời, người ta nói chơi hay nói thiệt em cũng không biết nữa hả? Tức thiệt đó, em chỉ biết xin lỗi là dối à. Thôi mà, cậu ba về phòng đi nha, em tưới đã. Bỏ xuống đây, bỏ xuống. Đi qua đây với anh. Đi qua đây. Ngồi xuống đây. Nè, anh nói thiệt nha, nhiều lúc á muốn đánh em một cái cho thiệt là đau ghê á. Em biết hôm nay là ngày gì không? Dạ không. Mà ngày hôm nay là ngày gì vậy cậu? Hôm nay là ngày sinh nhật của em đó. Sinh nhật? Sinh nhật là gì? Làm sao em có ngày sinh nhật? Sinh nhật là ngày ai cũng có, là cái ngày mà em được sinh ra. Mà thôi, em ngốc lắm, có nói em cũng không biết đâu. Bây giờ anh tặng quà trước cho chắc ăn. Tặng em cái khăn mà anh phải chờ cả tiếng vậy đó. Cái khăn đẹp quá, cậu ba cho em thiệt hả? Em thích không? Em thích lắm. Thích mà cứ ngồi yên một chỗ hoài à, không biết cảm ơn người ta hả? Em cảm ơn cậu ba. Đâu? Con không
có biết con không có đi chung với mình. Một trăm con mắt thấy tụi bay đi trốn với nhau mà tụi bay còn chối hả? Nó còn hoàn khăn cho mày nữa. Cả tháng này hai đứa bay âu yếm tình tứ với nhau quá ha. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mày dám ngồi lên đầu cậu Ba Duy này. Mày đâu? Dạ. Dạ. Lấy rùi da cho tao. Dạ. Mày đâu? Chết hết rồi hả? Dạ. Tao đưa nước cho tao. Ở đâu? Lần cuối cùng con mình ở đâu? Con mình đang ở đâu? Biểu đứa nào đi mời thầy Bảy về bắt mạch cho thằng Lũ. Hình như cái bệnh phong xù của nó tái phát rồi đó. Đi nhanh lên. Không có đi đâu hết. Cứ đi cho tôi. Đi nhanh lên. Dạ.
Đi theo má, đi theo má mà. Đi, nhanh lên. Lũ ơi, Lũ ơi. Dì bay, tụi bay đi làm gì đi. Dạ, dạ, dạ. Em xin lỗi. Không lẽ bây giờ tôi không được quyền đánh người ăn kẻ ở nữa hay sao? Má không cấm con đánh mắng người ăn kẻ ở, nhưng mà đánh á thì phải lấy roi mà đánh nó. Đằng này trời ơi, con người mà con lấy cái chày vô con đập vô đầu nó như đập đầu cá lóc vậy, con người nào mà chịu nổi? Nó không sống nổi thì nó chết. Cái thứ gian phu dám dụ dỗ vợ tôi hả? Chết 10 mạng nó cũng đáng lắm. Má tiếc gì cái mạng của nó, nhưng mà má lo đây là lo cho con đây nè. Lỡ như mà nó chết á, hiểu chưa? Thì con á, con sẽ bị phiền phức như là 3 năm về trước á. Bực quá tôi đi nước ngoài luôn. Trời đất ơi, đi nước ngoài thì dễ rồi, nhưng mà còn cái chuyện ngày cưới thì sao? Má không có muốn gì cái chuyện này mà lỡ vợ duyên nợ của con, càng không muốn cho con sống vất da vất dưỡng bơ vơ nơi xứ người như một kẻ tội phạm. Má hay quá ha, tới cái giờ phút này mà má còn nghĩ được tới cái chuyện cưới sinh nữa hả? Chưa đầy một tháng nữa là tới ngày cưới rồi mà sao không nghĩ được? Má đi qua bên đó quỷ hôn đi. Cái gì? Không có cưới sinh gì hết á. Trời đất, con giỡn với má hả? Tôi nói rõ ràng như vậy má chưa nghe hay sao? Trời ơi, thiệt tình mà. Má nói cho con biết, lần này má không nhân nhượng với con nữa đâu. Đám cưới sẽ diễn ra đúng ngày đúng tháng. Nếu không có chuyện đừng có lại gần cậu ba. Là ăn quà của ba sáng một vòng tay, xé qua hàm ráng chịu. Dạ, em biết rồi. Thiệt á, cậu ba quá đáng thiệt luôn á. Thấy không? Này, ơi, mời mong. Gắn gắn, gắn chút xíu. Anh cái gì? Dạ, không lo làm rồi để làm gì? Hả? Dạ. Mày muốn nói gì với con Minh? Dạ. Nói. Cậu ba, cậu ba. Cho anh nè, để dành cho anh đó. Anh ăn đi. Trời ơi, xin với tôi bằng em. Thôi. Minh, Minh ơi. Alo. Ai đời để con trai tắm rửa cho hoài, con không ngại nhưng mà má ngại. Dì già rồi, nghe càng đau lòng. Em làm sao vậy? Đáng chạy đi em. Tôi thiệt là mình dụ với mọi mà bắt được là mình sẽ chết đúng không? Lúc tôi nghe như mày nói anh chưa có tin, nhưng bây giờ anh tin rồi. Trái lên mình. Nhưng mà ngon lắm, ăn đi cho nóng. Mà em lo chuyện như vậy, em làm sao dám thích hay không thích? Được nhiều cá quá à. Tại anh gái thủy thần nên thủy thần phù hộ, bởi vậy bữa nay dính toàn cá lớn không. Anh Lũ nó về sớm mà sao tới giờ này vẫn chưa về nữa? Trời đang chuyển mưa rồi. Ây da,
con ơi, có phải con cũng giống như má, cảm nhận được có chuyện gì chẳng lành phải không? Sao má lo cho cậu Lũ quá. Trời ơi, cô làm gì vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có xộc vô phòng của tôi như là chỗ không người. Bộ không có lỗ tai hả? Má, con biết, nhưng mà có chuyện cấp bách, không báo không được. Chuyện gì? Má, thầy Bảy mới coi mạch cho thằng Lũ. Thầy nói là có chuyện phải gặp riêng má để báo. Cho ông vô đi. Dạ má. Má, thầy Bảy này má. Thưa bà. Thưa cậu. Dạ thưa bà, tôi có chuyện muốn nói riêng với bà. Ở đây toàn là người nhà cả, thầy cứ tự nhiên mà nói đi. Dạ, tôi muốn báo về bệnh tình của cậu Lũ. Thầy mới lần đầu làm thầy thuốc cho nhà tôi hả? Má tôi đâu có rảnh ngồi đó nghe thầy báo bệnh một đứa ở. Dạ thưa cậu, tôi biết là bà rất bận. Nếu sự tình không cấp bách thì tôi cũng không dám thưa chuyện với bà đâu. Sự tình gì? Thằng Lũ nó chết hả? Quả không sai, cậu Lũ sẽ không sống qua hết đêm nay. Cái gì? Chính mắt tôi thấy có mấy ông lính dẫn nó đi. Mà ai báo vậy? Rồi có được tiền không? Đâu có đâu. Nó thấy mấy ông lính, nó sợ quá, nó bỏ chạy. Mấy ông bắt nó. Chứ đâu có ai báo. Trời ơi, uổng quá. Nhưng mà còn cô Bình mà. Đang bị cư lùng mà còn đi lung tung, bộ muốn chết hả? Dạ, tôi không biết là tôi bị giáng hình truy bắt. Mà chú ơi, tôi nghe mọi người nói anh Lũ bị bắt rồi, có đúng không? Nó bị bắt hồi trưa, mà tôi thấy cô cũng hiền lương chất phác lắm. Sao bị quân lính giáng hình truy bắt vậy? Bộ cô làm quốc sự hả? Dạ, dạ tôi có biết gì đâu mà làm quốc sự. Dạ tôi á, chỉ là đứa ở trong nhà bà hội đồng. Tôi làm sai nên trốn khỏi nhà. Đâu có biết là lâm vào tình trạng như bây giờ. Chú có biết là người ta bắt anh Lũ đem đi đâu không chú? Hồi trưa tôi có hiếu kỳ đi theo, nghe loáng thoáng là đem về nộp cho cậu Ba Duy nào đó. Nộp cho cậu Ba Duy? Ừ. Trời, vậy là chết anh Lũ rồi. Cô đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm. Dạ không sao, cảm ơn chú. Cô cẩn thận nghe.
dạo này nghe lời anh á, người ta hết thèo lẻo nhiều chuyện rồi. Chịu thua người ta chưa? Phải không? Ừ. Vậy chứ ngày hôm qua đứa nào mét cái vụ thằng Tú làm bảy cái chén làm thằng nhỏ bị phạt hả? Đứa nào? Thì là nhưng mà nếu không mét á, mợ hai bảo cho em tiền, em lấy tiền đâu mà mua quần áo? Với lại mợ hai không có thương em, không có ưu ái em. Thấy thương quá hả? Tội nghiệp quá hả? Thôi vậy đi chỗ khác đi, thương người khác đi, đừng thương tôi. Lũ tôi không có rảnh. Thì cái gì cũng phải từ từ. Từ từ người ta bớt, mỗi ngày người ta bớt một chút, chứ bớt liền sao người ta bớt được. Vậy thôi thì từ từ thương, rồi mỗi ngày từ từ thương chút. Chừng nào hết hẳn tôi mới thương được. Tính tôi giỏi vàng lắm. Trong cái nhà này ai cũng ghét em hết, chỉ có anh là ít ghét em. Anh không có tránh xa em, mặc dù anh rất hay la em, nhưng mà em biết anh la như vậy là muốn tốt cho em. Anh nói chừng nào em tốt là anh sẽ thương em. Em cũng muốn tốt, cũng muốn nghe lời anh, nhưng em sợ. Em sợ bị đổ, cho nên em mới nịnh mợ hai. Làm đầy tớ mà, em đâu có dám cãi lời chủ đâu. Thấy anh như vậy em đau lòng lắm. Anh ơi, đừng có bỏ em nha anh Lũ. Em thương anh thiệt bụng mà. Anh mà có bề nào, chắc em chết theo anh luôn. Anh Lũ, Lũ ơi. Anh Lũ ơi, anh tỉnh lại rồi anh Lũ. Anh Lũ, anh Lũ ơi, anh Lũ. Vậy là anh nghe hết những gì em nói đúng không? Anh đợi em, để em nói chị Bảy, đi kêu thầy Bảy nha anh, nha. Em đừng đi. Sao vậy anh? Nghe anh nói mấy lời anh nói cái gì vậy? Không kịp là sao? Em tin, em tin. Giờ em không có ai tin, không làm gì bắn tôi cũng hả hơn. Mãi chính mãi mới là người lăn lộn đất nết. Hồi trước em gặp anh đang nói chuyện với Bình, chính là anh mới ở trong phòng mãi ra đó. Trời ơi, trời ơi. Vậy là mợ hại muốn giết người diệt khẩu là vì chuyện này sao? Anh Lũ ơi, em đã nghi quan cho anh với Bình rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh đừng có giận em nha. Anh không giận em. Em đang sửa đổi tính nết làm người tốt để cho anh thương. Anh đừng có chết, đừng có bỏ em. Anh Lũ, anh không muốn chết. Em ơi, anh Lũ, dì Bảy ơi, dì Bảy ơi, anh Lũ, anh Lũ. Nếu được, em tìm cách rời khỏi nhà này. Bọn họ đều là người xấu. Em
khỏi đây đi. Bà chủ chính là người đã giết chết vì lạnh mẹ cậu ai đó. Anh nói cái gì vậy? Anh đau quá nên bị sạn đúng không? Bị mặt bờ. Anh sẽ nói cho em biết chính là chuyện này. Em nên tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cảm phải mà là quỷ dữ. Em biết lỗi rồi, Lũ ơi, em biết lỗi rồi. Lũ ơi, anh ngủ đi. Để em gọi dì Bảy. Để em gọi dì Bảy nấu thuốc xong chưa nha. Anh em bình nhân. Anh thương em. Tình ngay Lý Giang bị bắt tại trận rồi còn bỏ trốn đi. Anh Lũ làm sao thanh minh với cậu ba đây? Cậu ba lại nóng tính như vậy. Phen này lạnh ít dữ nhiều rồi. Ông trời ơi, xin phù hộ cho anh Lũ của con. Bây giờ ra nông nổi vậy. Thiệt tình chứ. Mà nó ngu thiệt. Lúc cậu ba lấy chạy ra, chịu khai ra là đâu tới nổi.
cứ khăng khăng bao che trong mình thì không biết, để cho cậu ba đập đầu như đập đầu cá vậy đó. Để tê tê chẳng chắn mà chết như vậy, làm tao ám ảnh tới già luôn á. Thôi thôi, cẩn thận cái mồm cái miệng đi. Bà chủ có dặn rồi, anh Lũ chết á là do động kinh đập đầu vô đá mà chết. Tụi mày muốn chơi với Lũ á, cũng đi nói lung tung đi. Nãy giờ tôi có nói gì đâu. Là anh Lũ, là cậu bà đánh anh Lũ chết rồi. Trời ơi anh Lũ ơi, sao anh dại dột như vậy? Cậu ba hỏi thì anh cứ khai ra em đi. Là tại em hết. Là em đã giết anh rồi anh Lũ ơi. Thôi thôi, mọi người làm lẹ đi, còn đi về nữa. Chứ ở đây lâu, tôi sợ ma quá à. Đúng rồi đó, làm nhanh nhanh đi. Đào chỗ này nè. Thôi làm lẹ lẹ đi. Nè mày qua xúc chỗ này đi. Thôi được rồi. Thôi mình đi qua khi Lũ qua đi anh Bảo. Nhẹ nhàng nha. Lên. Rồi đứng xuống. Lẹ lẹ đi. Rồi, thôi được rồi, đi vậy. Đi đi, ở đây lạnh quá. Trời ơi, ớn ớn sống lưng sao quá. Đi nhanh lên. Sao mà trả nợ cho anh để anh Lũ? Ông trời ơi, sao ông lại bất công đến như vậy? Anh Lũ ơi, anh Lũ ơi, hồn anh có linh thiêng, xin anh dạy chứng giám cho em. Em xin lỗi anh nha anh, em xin lỗi anh Lũ ơi. Cậu ba,
thương cậu ba nhiều đến như vậy. Tại sao cậu ba lại không tin em? Tại sao cậu ba lại có thể giết anh Lũ như vậy? Em hận cậu, em hận cậu suốt đời này. Anh Lũ ơi, anh hãy tha thứ cho em. Con ơi, con Lũ của mình đã chết rồi. Chính là ba của con đã giết chết cậu Lũ đó. Con có biết không? Ai đem thằng Lũ đi chôn? Dạ thưa cô ba, là bốn đứa con. Hai đứa kia đâu? Dạ tụi nó đi công. Dạ thưa cô ba, tụi con không dám tự tiện. Là mơ hai trai tụi con đi chôn. Bỡ hai, bỡ hai, trong mắt mày chỉ có bỡ hai thôi hả? Không có tao hả? Đầu sát nó lên. Thằng gian phù đó đáng bị phơi thay cho nhiều bươi gà mổ, nghe chưa? Dạ. Tao nó đau sát nó lên tụi bay điếc hả? Dạ, dạ cô ba, tụi con không có điếc. Nhưng mà người chết chôn rồi. Dạ tụi con không dám. Tại sao không dám? Dạ tụi con sợ động vong linh của người chết. Dạ tụi con mày sợ nó hay sợ trôi của tao? Dạ tụi con sợ rồi. Vậy thì đi đau sát nó lên. Dạ thưa bà, ngài tỉnh trưởng có quà gửi cho cậu Khải Duy. Mời hai chú ngồi. Dạ chúng tôi không dám. Bay đâu, mời cậu Khải Duy lên đi. Cậu ba ơi. Chuyện gì? Dạ thưa cậu, có lính của ông tỉnh trưởng muốn gặp cậu. Ra nó hỗ trợ tao chút. Dạ. Tìm tôi có chuyện gì? Duy à, hai chú đây nói á, ngài tỉnh trưởng á là có món đồ muốn gửi cho con. Má nói á là đưa cho má cũng được, nhưng hai chú đây nói á là ngài tỉnh trưởng dặn là phải đưa tận tay cho con mới được. Bắt được người sẽ không dẫn tới đây. Dạ thưa cậu, chúng tôi chưa bắt được người. Chưa bắt được người vậy đồ đạc này ở đâu ra? Dạ hả? Dạ dạ. Trời ơi, không có người tương tự gì vậy? Đâu biết đâu, hay nữa đó.
Làm gì mà tụ tập đông dữ vậy? Giải tán mau. Có chuyện gì vậy? Có người tự tử. Tự tử? Có phải là cô này không? Hình như là cổ đó. Là cổ? Ừ. Các anh có tìm thấy gì không? Dạ, nước chảy xiết quá tôi tìm thấy. Cổ đang có bầu. Cổ đang có bầu? Ờ. Nè, cái này là của cổ để lại á. Cái này của cổ? Đúng rồi, của cổ á. Dạ, chuyện là vậy. Cái gì? Nhảy sông tự tử hả? Chú nói là em mình nhảy sông tự tử? Dạ phải. Tất cả mọi người ở đó đã xác nhận tội phạm Thị Bình vì sợ tội nên đã nhảy cầu tự vẫn. Dạ, thưa cậu, chúng tôi đã tìm thấy lá thư này tại hiện trường. Ngài tỉnh trưởng kêu tôi đưa cái lá thư này tới tận tay cậu. Con Bình nó đâu có biết chữ đâu mà gửi thơ. Con à, hay là có người giả mạo lừa gạt con đó? Con mình làm sao mà biết chữ được? Dạ, thưa bà, chúng tôi về. Má, chuyện này là sao má? Thank you.
Nửa đêm mà hai đứa kéo nhau tới đây làm cái gì vậy? Dạ, con không biết nữa. Con Hiểm nó kéo con đi cho bằng được vậy đó. Không biết là có chuyện gì nữa. Làm cái gì hả? Bà sẽ được biết liền mà. Hiểm, mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm còn làm phiền bà? Mày muốn chết hả? Anh Lũ chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa. Nhưng trước khi chết, tôi sẽ trả thù cho anh. Tôi sẽ cho tất cả mọi người chết chung. Mày nói cái gì vậy? Hả? Mày khùng hả? Thằng Lũ nó bị phóng xù, nó bị té đập đầu trúng chỗ nhược chết. Hôm qua thầy Bảy nói mày không nghe hả? Hả? Cậu hai, rõ ràng là hôm qua cậu thấy cậu ba dùng cái chài đâm tiêu đập đầu anh Lũ cho tới chết. Vậy mà bây giờ mà lật lọng, mà tráo trở như vậy, mà chắc cậu cũng không ngạc nhiên đâu. Cái chuyện này xảy ra trong cái nhà này như cơm bữa mà. Chỉ là cậu không ngờ má của cậu cũng bị bà này đập cho tới chết. Mày im đi! Mày nói cái gì vậy? Mày yêu thằng Lũ quá rồi mày khùng lên phải không? Tôi không có khùng. Mày nếu mày đứa bà mà không khùng hả? Tôi không có khùng. Tôi không có khùng. Bí mật này chính anh Lũ nói cho tôi biết trước khi chết. Bà gì quá ghen. Bà không muốn xứng ngang hàng với dì Lành, cho nên bà đã giết chết dì ấy. Bà cũng làm vậy với con mình. Bà đặt điều dựng chuyện. Bà ác lắm. Bà nói anh Lũ gian phu dâm phụ với con mình vì bà không muốn con mình lấy cậu ba, cho nên bà đã ra tay tàn độc. Nhưng mà bà có biết mợ hai chính là người đó? Nó điên rồi. Má, nó bị kích động bởi cái chết của thằng Lũ nên nó ăn nói bậy bạ đó má. Ừ, con nói đúng. Cái đám khùng này nó điên hết rồi. Điên hết rồi. Giang, con đừng có tin lời của con Hiểm. Má làm sao mà giết chết má của con được? Đúng không con? Má thương em Lành nhiều lắm. Giang, tấm lòng của má ra sao con hiểu mà. Con không làm phiền má nữa. Má yên tâm đi, con nhất định sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này, không để lại hậu quả đâu. Hai, con Hiệp đó nói bậy bạ như vậy, con có tin lời con Hiệp không? Dĩ nhiên là con không tin rồi. Má hiền lành, nhân đức như vậy, ngay cả một con kiến má còn không nỡ giết, thì làm sao mới giết má của anh Văn được? Con không tin. Con không tin đâu má. Người khôn biết tin và lúc nào không tin. Con á, má rất là yên tâm. Còn thằng Văn, theo con thấy thái độ của nó như vậy là sao? Nó có tin lời của con Hiểm không? Dạ, xưa nay anh Văn thâm trầm khó đoán nên con cũng không biết. Nhưng má yên tâm đi, cho dù anh có tin đi chăng nữa
thì ảnh cũng không dám làm gì tổn hại tới má đâu. Ảnh hiền lắm. Con cũng không nên quá coi thường nó. Theo má thì con nên tìm cách làm lành trước, chứ không thì má không biết là ở trong nhà này con làm được cái gì nữa. Dạ, con biết rồi má, con sẽ tận tâm. Nhất định con không để anh Giang làm gì tổn hại tới má đâu. Con Hiểm, nó đã biết quá nhiều chuyện, bây giờ con tính sao? Dạ, ngày mai á, con sẽ đánh nó một trận, rồi con bắt nó không được thèo lẻo. Cách đó ăn thua gì? Nhưng mà ngoài cách đó ra, con cũng đâu còn cách nào khác. Hay là đuổi nó ra khỏi nhà nghe má. Sao con nông cạn quá vậy? Má, má cho nó uống cái gì vậy má? Má đâu có cho nó uống, tự nó uống lộn thuốc, rồi nó hư thanh quản, không có nói được thôi. Ý má nói là con Hiểm nó uống cái thuốc này vô, nó nó bị câm hả má? Phải. Nhưng mà thuốc này đâu má có? Cô hỏi làm gì? Chỉ cần con biết là con làm tốt những chuyện gì má biểu là được. Dạ, con biết rồi. Con bắt đầu thấy sợ má rồi đó.